Rồi, có tin vui anh chị ơi. Thông tin mới nhất liên quan về sự việc của em Vũ sau khi mà giáp mặt với những người bên trong căn nhà đó cũng như là cái buổi làm việc của chú Ngọc cùng với em Vũ trên cơ quan như thế nào thì trẻ sẽ có trong cái bản tin ngày hôm nay nha mọi người. Mời mọi người lắng nghe hết toàn bộ cái video này ạ. Xin chào anh Minh Nguyễn nha. Dạ, chào em. Dạ thì hôm nay là nghe những thông tin cực kỳ nóng từ bên phía chú Ngọc và em Vũ về câu chuyện mà hiện tại là đang chủ nhà hiện tại đang ở nhà em Vũ có cái lệnh là không được rời khỏi nơi cư trú để tiếp tục mà thu thập thêm những cái bằng chứng. Và nghe đồn đoán là căn nhà này là không có giấy mua bán, hiện tại là bây giờ là ông nội của em Vũ vẫn đang đứng tên đúng không anh? Xin chào tất cả mọi người nha. Thì mới vừa nghe được cái thông tin ở trên mạng là cái căn nhà mà bữa em Vũ chú Ngọc qua để mà đối chất với những người bên trong căn nhà đó, làm rõ về cái vụ việc mà bà cô này đã bán hay là cho thuê. Thì sau cái buổi làm việc ở trên cơ quan thì ngày hôm nay tính ra là cũng 2 ngày rồi. Mọi người đang chờ, rất là hóng chờ cái kết quả như thế nào. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người để cho nắm bắt được cái thông tin chính xác. Thì sáng nay thì có cái tin đồn ở trên mạng là căn nhà đó là làm niêm phong những cái giấy tờ có liên quan về cái pháp lý của căn nhà đó ra sao. Thì theo như thông tin được biết thì cái căn nhà đó hiện tại thì vẫn chưa có niêm phong em. Vẫn chưa có niêm phong và cũng như là không có cái tin là cấm khỏi đi khỏi nơi cư trú gì cả. Thì cái thông tin nó chính xác như thế này, hiện tại thì bên chú Ngọc với lại anh Nghĩa thì đang tiến hành làm các bước có liên quan về cái vấn đề mà những cái giấy tờ có liên quan trong cái vụ việc mà đòi lại căn nhà đó. Thứ nhất là mình phải cung cấp ra những cái gì để chứng minh là cái căn nhà đó, là cái thời điểm, là nói chung có rất là nhiều vấn đề nhưng mà mình không có tiện nói ra. Nhưng mà cơ bản là mình đang nộp cho những cái cấp, từng cấp đó em, có liên quan, cũng như là cùng với lại luật sư đó. Thì mình nộp ra những cái giấy tờ đó thôi, nó rất là đơn giản em. Tại vì bây giờ cái bước đầu tiên là mình đến mình giáp mặt với lại cái những người trong ngôi nhà đó. Thì bữa mọi người cũng có coi rồi, thì cái em thanh niên đó thì thực chất là chỉ là con, nói chung là mình tạm gọi là chủ nhà đi, tại vì mình cũng chưa có thấy những cái giấy tờ có liên quan tới căn nhà đó. Và nói chung là mình thì người ngoài mình cũng không có thẩm quyền mà để tiếp cận với loại giấy tờ đó, chỉ có là chú Ngọc với là em Vũ đó là có thể là đối chất ba mặt một lời ở trên cơ quan. Tại vì cơ quan người ta cũng mời lên hết rồi, mời hai bên lên hết rồi để mà đối chất. Và khi mà có đủ cơ sở pháp lý thì cơ quan người ta sẽ đối chiếu các hồ sơ có liên quan về cái căn nhà đó, tại sao mà có là 2 loại giấy tờ. Một bên đó là em Vũ, là giấy di chúc có đứng tên em Vũ ở Hà Nội để lại thì mọi người cũng biết rồi. Và cái căn nhà mà những người đang sinh sống hiện tại bây giờ đó thì sẽ là trình ra những cái giấy tờ ở căn nhà này mua vào thời điểm nào, ai bán. Nếu mà cho thuê là lại là một cái vấn đề khác nữa. Còn nếu mà cái căn nhà này mà có cái sự mua bán qua lại đó, thì chắc chắn một điều rằng mình khẳng định ở đây là không thể nào. Tại vì bán cái căn nhà đó hay không là cái quyền của em Vũ. Tại vì thời điểm ông mà đã mất để là di chúc và đã mở ra cái thừa quyền thừa kế ngay thời điểm đó rồi em. Đó. Thì không thể nào mà có bất cứ một người nào, thậm chí là bà cô này không có thể nào mà có quyền bán được căn nhà đó. Cái điều đó là mình khẳng định 100%. Đó, thì nói chung ra thì trình ra những cái vấn đề giấy tờ đó. Không biết chắc chắn, anh nói bảo đảm với em là chắc chắn là chủ nhà nó sẽ là mời lên làm việc và họ sẽ bắt buộc phải trình ra những cái giấy tờ đó. Tại vì bây giờ đó là bên phía anh Vũ bữa hổm là đã tới tới để mà coi như là đối chất, có rất là đông bà con hàng xóm đến đó ủng hộ. Em thấy là mọi người đến ủng hộ em Vũ không, rất là nhiều người luôn, và thấy rất xót xa khi mà em Vũ cầm 4 cái tấm hình ông bà nội rồi cha mẹ mà đứng trước nhà
Thì nói chung em thấy là bạn của em Vũ đứng đó cũng là nói chuyện với thanh niên đó, và thanh niên đó thì cũng không có mà nói rõ ràng cái vấn đề cái ngôi nhà đó, là coi như là một lúc sau thì cơ quan là tới để mà chở những người có liên quan, như là chú Ngọc với em Vũ nè. Yeah. Nó làm việc vào ngay là ngày thứ ba đấy, nó là ngày thứ ba. Thì nói chung ra mọi người cứ chờ đợi đi, khi nào mà có cái kết quả gì ban đầu á, thì chắc chắn là nói chung mấy anh em cũng có liên lạc, có số điện thoại của chú Ngọc hết rồi đó, và chú Ngọc cũng rất là sẵn lòng để mà cung cấp ra những cái thông tin cần thiết để chia sẻ cho mọi người, thì mấy anh em cũng có gọi hỏi qua chú Ngọc hết rồi, cho nên là những thông tin là hoàn toàn là chính xác hết. Còn cái vấn đề mà niêm phong căn nhà đó thì chưa đâu em, cái đó là chưa đâu, tại vì sáng này anh cũng mới chạy qua đó, thì chắc chắn rằng anh nói với em chắc chắn rằng bà cô này sẽ xuất hiện 100% là sẽ xuất hiện, tại vì không thể nào mà chạy đâu được em. Mình phải là coi như là khi mà đã có cái đơn, là bây giờ đơn đã nộp rồi đó, những cái đơn là đã nộp rồi, cơ quan người ta đã hướng dẫn nộp những cái đơn nó như thế nào, đúng cái trình tự pháp luật, thì cơ quan chức năng người ta sẽ giải quyết cho mình đó, và chỉ rằng mình chờ đợi một cái thời gian tiếp theo đâu nữa thôi. Chắc chắn là sẽ là khả năng lấy lại cái căn nhà đó thì cũng rất là cao đó. Bây giờ mình không thể nào nói 100%, nhưng cũng có thể là khẳng định là hơn 90% rồi đó em. Dạ. Đó rất là vui luôn. Dạ, tôi tin rất là vui, rất là nhiều khán giả người ta đang mong chờ từng ngày để Vũ dành lại căn nhà, để mà có cái nơi ở, rồi cũng như là có nơi để thờ phụng cho ông bà, cha mẹ. Chứ đâu có thể mà ôm gì ảnh mà đi ngoài đường, đi lang thang từ Nam ra Bắc, thấy rất là xót xa đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì em thấy bữa hổm là khi mà đến trước căn nhà đó đó, thì một lúc sau thì những một thanh niên bước ra để mà nói chuyện. Nói chung là giữa hai bên nói chuyện thì rất là ôn hòa, không có cái gì mà gọi là mất an ninh trật tự đó em, tại vì cái này là cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đúng không? Chứ không phải là tự nhiên cái khơi khơi cái mình tới nhà của người ta mình quậy, đó là vi phạm pháp luật. Còn cái này là cái căn nhà mà có cái giấy di chúc ông bà nội để lại, có cái tên người đứng tên là em Vũ rồi, cho nên cái đó là cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình, không có gì mà mình phải sợ hết. Cho nên cái bước làm việc đó là em thấy là rất là khả thi, em thấy rất là khả thi không? Mình chỉ tới là mình gặp mặt những người bên trong căn nhà để mình hỏi rõ là căn nhà đó là như thế nào, đó là đã mua hay cho thuê, mua bán gì đó, thì chắc chắn rằng anh phải chứng minh được cái căn nhà đó là anh mua bằng cái những cái giấy tờ pháp lý. Bây giờ anh nói là nếu như mà trường hợp mà anh đặt ra trường hợp á, nếu như mà những người bên trong nhà đó mà trình ra những cái giấy tờ mua bán đó, thì nó lại căng đó nha em. Nó phải căng nha, nó có nhiều vấn đề lắm. Mua là mua như thế nào, đúng không? Mà trong khi đây là di chúc là có tên em Vũ. Nó rất nhiều vấn đề luôn, cho nên là bây giờ mình cũng chưa có thể mà đón chính xác được 100% được đó. Thì bây giờ mình chỉ cứ chờ đợi có thông tin gì chú Ngọc thì mình sẽ cung cấp cho mọi người biết, những người trong cuộc người ta chia sẻ nó sẽ chính xác đó. Rồi cảm ơn Minh Nguyễn rất là nhiều để có những chia sẻ phân tích thêm về cái tí câu chuyện của em Vũ 20. Và thì bên em tụi mình cũng sẽ chờ những thông tin chính thức từ chú Ngọc như là em Vũ, để tại vì cũng có nhiều bà con cô bác cũng đang nóng lòng không biết là cái câu chuyện đang như thế nào. Rồi xin cảm ơn Minh Nguyễn rất là nhiều ha, xin hẹn gặp lại anh ở các video tiếp theo ạ. Rồi cảm ơn em nha, xin chào mọi người. Dạ vâng.